Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, tử vi năm 2020 của tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 dự đoán, những người có ý định bắt đầu một doanh nghiệp mới có thể tiến hành kế hoạch. Nếu bạn có được một đối tác kinh doanh, điều quan trọng nhất đó là sự tự tin tưởng. Bạn không bao giờ là người bảo lãnh hoặc là cho người khác vay tiền vì bạn rất dễ mất của cải. Năm nay thì bạn có thể liên quan đến các vụ kiện ở tòa án vì bẫy kinh doanh. Năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là Bích Thường Thổ, Hỏa Thổ tương sinh. Trong năm nay, do bị tiết mất khí nên mệnh chủ sẽ cần chú ý nhiều những bệnh liên quan tới đường ruột và tim mạch. Cùng với đó thì trong năm nay cần hết mình trong mọi việc, vất vả tiêu hao tiền tài tương đối lớn, công sức bỏ ra tỷ lệ thuận với thành quả đạt được. Trong cuộc sống và công việc, suy nghĩ của họ không dễ nhận được sự thừa nhận và ủng hộ của những người xung quanh. Khi mà quyết định một việc lớn thì tốt nhất nên hỏi ý kiến những người xung quanh để tránh mắc lỗi lầm và hối hận. Tử vi năm 2020 của tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 sẽ có nguồn tài lộc tương đối ổn định do ảnh hưởng hạn chế của năm Canh Tý. Nếu có sự cố xảy ra thì bạn sẽ chủ yếu gây ra bởi các ngôi sao không may mắn. Vận may ổn định sẽ chủ yếu xuất hiện trong sự nghiệp của bạn và bạn có thể dễ dàng được thăng chức lên quản lý vì những thành tích nổi bật trong công việc. Nhưng xét về sự may mắn cho tài lộc thì bạn sẽ rất có thể bị mất tiền do những ngôi sao không may mắn. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, trong nửa đầu năm 2020 thì có vận trình dần dần tăng tiến, sự nghiệp có quý nhân trợ mệnh nên chỉ cần bản mệnh tập trung toàn sức vào công việc thì hoàn toàn có thể có được cơ hội phát triển bản thân cực kỳ tốt. Song nếu như bản mệnh lơ là công việc, lười biếng, không muốn làm gì, cũng không chủ động nắm bắt cơ hội trong công việc, lại giữ cho mình thái độ kiêu căng tự cao, không thích nghe người khác góp ý cho mình, thì dù có quý nhân tải mệnh cũng chẳng thể giúp cho sự nghiệp hanh thông thuận lợi được. Về vận trình tình cảm của bản mệnh thì trong năm khá tốt, người độc thân thì sớm tìm một nửa hoàn hảo cho mình, song cần phải chú ý biết cách kiểm soát cảm xúc. Đừng hấp tấp nắm vội quá mà khiến cho đối phương hoảng sợ. Chỉ cần nắm vững nhịp độ tiến lên từng bước thì cuối năm chắc chắn bạn sẽ chẳng còn cô đơn một mình. Người có đôi thì cần phải tránh tranh cãi, mâu thuẫn với nửa kia của mình, nên học cách bao dung, cảm thông cho lỗi lầm của đối phương. Đừng căng thẳng gay gắt quá mức, thi thoảng hãy tạo cho người ấy bất ngờ nho nhỏ để hâm nóng tình yêu đôi lứa, giúp cho tình yêu và hôn nhân càng ngày càng vững chắc. Đinh âm hỏa gặp canh dương kim là chính tài. Trong tháng này thì các gia chủ tuổi Đinh Mão cần phải chú ý về việc học hành, công danh nhiều hơn. Do gặp phải chính tài nên tính cách sẽ theo xu hướng bốc đồng, hiếu thắng, làm việc thì tùy hứng nên cần phải có sự hướng dẫn, chỉ bảo từ người thân. Nếu vẫn giữ tính cách như vậy thì bạn sẽ không thể có được sự nghiệp vững chắc, không thể thành công. Mệnh chủ tuổi Đinh Mão 1987 nạp âm ngũ hành là Lưu Trung Hỏa. Tuổi này thì thông minh, ổn định, có phúc. Nam mệnh 34 tuổi, gặp sao kế đô chiếu mệnh, sẽ gặp nhiều tình huống bất ngờ, thích hợp cho việc đi xa cầu tài, không nên ở lâu trong nhà. Ngoài ra thì nên quan tâm đến sức khỏe và an toàn của những vật nuôi trong gia đình. Nữ mệnh 34 tuổi, năm nay gặp thái dương chiếu mệnh, sau này không tốt đối với nữ, phải đề phòng những thảm họa bất ngờ. Tổng quan về vận hạn của tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong năm Canh Tý 2020. Được ban phúc bởi những ngôi sao tốt lành, sự nghiệp của bạn sẽ ít bị ảnh hưởng nhất trong năm Canh Tý 2020. Tuy nhiên thì những ngôi sao bất khả xâm phạm và sự không tương hợp của năm nay sẽ mang đến một số khó chịu và vấn đề cho tuổi Đinh Mão 1987. Đặc biệt, nếu bạn là một công nhân ở tại nơi làm việc, khi bạn thực hiện công việc thì sẽ gặp nhiều trở ngại và dễ mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong công việc, miễn là bạn có thể chịu được áp lực. Tuy nhiên thì tất cả vấn đề sẽ được giải quyết và vẫn cần phải có thể đạt được kết quả tốt vào cuối năm nay. Xem tử vi sự nghiệp của tuổi Đinh Mão 1987 trong năm Canh Tý, canh kim lộ xuất chính quan, thái tuế tý thủy tọa tại thiên ấn. Đây là điềm báo trong năm bản mệnh sẽ đạt được nhiều bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp.
Thái Tuế Thiên Ấn là ngôi sao phù trợ cho đường học hành và sự nghiệp của tuổi Đinh Mão 1987. Quan Ấn Tương Sinh chủ về lợi cho học hành thi cử, lấy bằng cấp chứng chỉ xin việc, chuyển việc cũng sẽ được như ý. Khả năng thăng quan tiến chức rất lớn. Cơ hội đến không ít, nhưng do bị cục diện tương hình cản trở, lại thêm Thái Tuế mang đào hoa, nên có thể bản mệnh sẽ bị cảm xúc dẫn dắt mà đưa ra một số quyết định sai lầm. Bản mệnh có thể sẽ bị yêu cầu phải hoàn thành được quy tắc này kia thì mới có thể đạt được mục tiêu. Cũng có thể chính bản thân mệnh chủ lợi dụng những quy tắc có kẽ hở kia để giúp mình thăng tiến nhanh hơn, đạt được thành công như ý nguyện. Bạn có thể hành sự chót lọt lúc đó, nhưng về lâu dài thì để lại hậu quả khôn lường, không thể nào biết được. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của tổ chức, tuân thủ quy định pháp luật đề ra để được bình an. Đồng thời thì luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để chiêu mời các khí của quý thần, từ đó giúp cho công việc hanh thông, tài lộc vượng tiến, bền vững. Về tài lộc của tuổi Đinh Mão năm 2020, ở khía cạnh thu nhập tiền lương, hiệu suất tuyệt vời trong công việc sẽ mang lại cơ hội thăng tiến cũng như là gia tăng thu nhập. Bị ảnh hưởng bởi các ngôi sao không may mắn, bạn có thể bị lừa trong một số công việc hoặc là đầu tư bán thời gian, do đó không nhận được tiền lãi và thậm chí mất vốn đầu tư. Do đó bạn phải giữ bình tĩnh và tránh mua những thứ không cần thiết trong năm 2020. Xem vận trình tài lộc của tuổi Đinh Mão năm 1987 thì Thái Tuế Tý Thủy còn là sao trợ về tài lộc. Trong năm này thì bản mệnh có tài vận không tồi, dễ có sự thăng tiến về lương thưởng. Các mức đãi ngộ cũng có nhiều cải thiện, được hỗ trợ thêm về chính sách. Mệnh chủ dễ gặp được quý nhân chỉ đường dẫn lối. Quý nhân ở đây là nữ mệnh, khả năng cao là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà. Nhờ sự hỗ trợ của quý nhân mà tuổi Đinh Mão 1987 sẽ đạt được những bước tiến không nhỏ trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Song cũng có thể mệnh chủ sẽ có thêm thu nhập phụ từ chính công việc của mình khi mà vị trí bạn đang nắm giữ được hưởng thêm hoa hồng từ nhiều phía. Tuy nhiên thì tiền này cũng ẩn chứa không ít hậu quả phía sau, nếu không thấy an tâm thì nên tìm cách để từ chối khéo léo là hơn. Bản thân bạn cần phải chú ý và cân nhắc, tránh để cho phát tài hôm trước, hôm sau họa ập tới. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, kỵ tà trợ mệnh, đó là minh quang pháp bảo để hóa giải. Về phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Phương án thứ nhất, tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng, công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, đinh hợp nhâm hóa mộc hỏa vào những tháng dần, mão, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi, sửu. Tương ứng sẽ là các tháng 1, 2, tháng 4 và tháng 4 nhuận, 5, 6, 8, 9, 10 âm lịch trong năm 2020. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là nhâm, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi nhâm như là nhâm thân sinh năm 1982, nhâm tuất 1982, nhâm tý 1972, nhâm dần 1962, nhâm ngọ sinh năm 2002. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc, hợi, mão, mùi hóa mộc vào các tháng dần, mão, hợi, tỵ. Tương ứng sẽ là các tháng 1, 2, 8, 9 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi hợi sẽ chọn ngày hoặc là giờ là ngày mùi. Và ngược lại, nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi mùi thì sẽ chọn ngày giờ là hợi. Còn tuổi thiên lộc. Tuổi thiên lộc thì mang lại tài lộc may mắn về tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Còn tuổi thiên lộc của Đinh Mão sinh năm 1987 sẽ là ngọ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên. Đó là tuổi nhâm ngọ 2002, mậu ngọ 1978, giáp ngọ 1954, bính ngọ 1966, canh ngọ 1990. Tuổi dương quý nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng con. Dương quý nhân của Đinh Mão sinh năm 1987 sẽ là hợi,
bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Kỷ Hợi sinh năm 1959, Ất Hợi 1995, Tân Hợi 1971, Đinh Hợi 2007 và Quý Hợi là sinh năm 1983. Tuổi âm Quý Nhân đó là những người hỗ trợ, giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí như là nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Đinh Mão sinh năm 1987 sẽ là tuổi Dậu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Tân Dậu 1981, Đinh Dậu sinh năm 1957, Ất Dậu sinh năm 2005, Kỷ Dậu sinh năm 1969, Quý Dậu sinh năm 1993. Do Mão Dậu là trực xung nên việc chọn tuổi âm Quý Nhân trong trường hợp này sẽ là ưu tiên cuối cùng khi mà các tuổi khác không thể có được lựa chọn. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã thì liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí như là lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Đinh Mão sinh năm 1987 sẽ là Tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên, đó là Kỷ Tỵ sinh năm 1989, Ất Tỵ 1965, Quý Tỵ sinh năm 1953, Đinh Tỵ sinh năm 1977 và Tân Tỵ là sinh năm 2001. Vị trí của cung tài lộc: Ngọ tại phương vị Nam 187,5 độ, Hợi tại phương vị Tây Bắc 337,5 độ, Dậu tại phương vị Tây 277,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng nhà mình. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng và cửa hàng. Xét đến Kim Lâu năm 2020 Canh Tý, gia chủ 34 tuổi, theo cách tính Kim Lâu từ trước tới nay thì trong năm này mệnh chủ không phạm phải Kim Lâu. Năm 2020 thì Canh Tý gia chủ tuổi Đinh Mão sẽ là 34 tuổi nên không phạm phải Hoàng Ốc. Còn xét đến Tam Tai thì nam mệnh gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 cần tránh các năm Tam Tai, Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm 2020 Canh Tý, theo cách tính Tam Tai, gia chủ sẽ không phạm phải tuổi Đại Kỵ Tam Tai. Vậy nên, nếu có xây dựng mới thì gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 sẽ có thể đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ thì sẽ tốt hơn hết. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận khí của từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Với nam mạng Đinh Mão sinh năm 1987 sẽ thuộc cung Tốn Mộc, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của trạch đất Đông Tứ Trạch là hướng Đông Nam phục vị, Nam Thiên Y, Đông Diên Niên, Bắc Sinh Khí. Ngoài ra, cần tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch sẽ là hướng Tây Bắc Họa Hại, hướng Đông Bắc Tuyệt Mệnh, hướng Tây Lục Giáp, hướng Tây Nam Ngũ Quỷ. Với nữ mạng Đinh Mão sinh năm 1987 sẽ thuộc cung Khôn Thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt đó là hướng Tây Nam phục vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, hướng Đông Bắc Sinh Khí. Ngoài ra thì cần tránh bốn hướng xấu đó là hướng Đông Họa Hại, hướng Bắc Tuyệt Mệnh, hướng Nam Lục Giáp và hướng Đông Nam là Ngũ Quỷ. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà phạm phải họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam tượng quái là Khôn thì phạm vào thì bị quan phi, khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, nản chí, cô độc, nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì có dậy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài. Phạm cung tuyệt mạng thì có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, sống không lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa.
xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về thị phi, khiến cho tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ. Ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp với hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lam thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách hứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty hay là nhà hàng. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà được hướng diên niên là sao vũ khúc thuộc kim hướng Tây Bắc, tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hướng được thiên y thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại hướng Đông Bắc, tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng một năm thì có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 sẽ cần phải chú ý chọn được cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi để công việc được hanh thông và viên mãn. Về cách tài lộc năm 2020. Năm 2020 này thì theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này, trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để có thể kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm, nên mệnh chủ cần phải chú ý do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau, nên các vị trí này mệnh chủ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ sẽ cần phải chú ý nhiều hơn, đó là bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc, vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn, thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ, trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video hướng dẫn chi tiết trên kênh nhé. Và thường việc đặt bàn thờ thần tài, các gia chủ sẽ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí thì sẽ cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Và tiếp theo đó là két sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho mình. Thường sẽ cần đặt vào các vị trí ẩn, kín, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt lý tưởng nhất sẽ thường được đặt, đó là phương vị tài lộc của mệnh chủ. Tại phương vị quý nhân của mình thì gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt thì chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn sẽ như bông hoa, sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh như là cây kim ngân. Theo quan niệm của người Đông Phương, cây kim ngân là loài cây thu hút nhiều tiền tài bởi kim ngân có ý nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loài cây này trên bàn làm việc, người chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây ngọc ngân trong phong thủy.
cũng có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào. Đây là loại cây mang đến sự may mắn, thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Ngọc ngân có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành, tươi mát. Ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vàng niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy, đó là mang đến sự may mắn, sức khỏe và sự vững bền trong sự nghiệp. Lá cây thì hình trái tim, có đường vân màu trắng đẹp mắt. Vì vậy, đây là loại cây phong thủy hợp với những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 thuộc mệnh kim. Cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra những thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp cho mệnh chủ có thể bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 cần áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi và ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.